quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với người đẹp Thúy Vân, người sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm 2015 sắp tới. Xin chào Vân. Xin chào, mình là Thúy Vân và xin chào các quý vị độc giả của Bí mật Showbiz. Không biết là ngày nào thì chúng ta sẽ lên đường để chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp này ha? Trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế sắp tới vào ngày 17 tháng 10 thì Vân sẽ lên đường và tham gia lịch trình của cuộc thi trong vòng 3 tuần và đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2015. Vậy là thời gian cũng đã rất là cận kề rồi, thì không biết là Vân đã chuẩn bị được tới đâu rồi? Chắc là Vân may mắn hơn các đại diện các năm trước của cuộc thi Hoa hậu quốc tế, vì do Vân tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài và mình đã có trong khoảng thời gian gần một năm để chuẩn bị. Thì trong suốt một năm qua, ngoài công việc là làm dẫn chương trình thì Vân cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cũng như kỹ năng để có thể đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế một cách tự tin nhất. Ngoài ra thì Vân cũng đã được sự hỗ trợ của rất nhiều những nhà thiết kế để thực hiện những bộ trang phục dạ hội dân tộc để làm mình lộng lẫy nhất, và tất nhiên là không thể nào thiếu những phần như quà tặng dành cho ban tổ chức và những kỹ năng để bản thân của mình đến với cuộc thi một cách hoàn hảo nhất. Có thể thấy là Vân đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi, cũng khá là toàn diện nữa. Vậy thì mục tiêu của mình đặt ra cho cuộc thi lần này là gì? Đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế thì Thúy Vân có rất nhiều mục tiêu. Đầu tiên là phải nói là mình cũng hơi áp lực, tại vì đây là năm đầu tiên mà Việt Nam chúng ta có cuộc thi như Hoa khôi áo dài để chọn ra một đại diện tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Thì đối với bản thân Thúy Vân, áp lực vì sự kỳ vọng của khán giả là một, và áp lực mình phải vượt qua bản thân của mình là hai. Tuy nhiên thì đến giai đoạn hiện tại thì Thúy Vân đang cảm thấy rất thoải mái để mình có được một tâm lý tốt nhất đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế, thể hiện cho mọi người thấy là người phụ nữ, người con gái Việt Nam có những tố chất, có những đặc điểm như thế nào, rất hiện đại, rất năng động, luôn luôn hòa nhập với mọi người nhưng luôn giữ được những nét truyền thống của người con gái Việt. Đó chính là mục tiêu mà mình muốn đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Vậy thì cụ thể hơn một chút, thông qua một cuộc thi là Hoa khôi áo dài thì Vân đã tích lũy được cho mình những cái điều gì để bây giờ mình đem đi chinh chiến với các đối thủ đến từ các nước khác? Thực ra thì được tham gia Hoa khôi áo dài đó là một may mắn của Thúy Vân, vì qua cuộc thi này thì bản thân Vân đã học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm, và ngay cả bản thân mình cũng thấy là mình trưởng thành hơn từng ngày qua những kiến thức và những kỹ năng mình được học. Thì sau khi Hoa khôi áo dài thì mình đã có một khoảng thời gian để trau dồi những cái đó, thì những kỹ năng đó thì bản thân mình nghĩ là mình phải cố gắng thật nhiều, mình cố gắng để không phụ những người đã luôn luôn yêu quý và ủng hộ cho Thúy Vân, và quan trọng hơn mình phải vượt qua được bản thân mình. Những gì mà Thúy Vân đã thiếu sót ở cuộc thi Hoa khôi áo dài thì Thúy Vân sẽ mang đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Lịch trình của cuộc thi là 3 tuần và xem ra là cũng khá dài và khá là dày đặc. Vậy thì Vân đã có chuẩn bị gì về thể lực cũng như về sức khỏe để mình có thể tham gia đầy đủ các hoạt động của cuộc thi? Trong suốt một năm vừa qua thì Thúy Vân cũng đã cố gắng để rèn luyện về hình thể của mình. Do thật ra thì cơ bản là cơ thể Thúy Vân là không phải là khỏe mạnh lắm, mình cũng hay bị những bệnh cảm vặt, nhưng mà để bảo vệ bản thân mình thì Thúy Vân cũng đã thực hiện những chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện với huấn luyện viên riêng của Thúy Vân, để thứ nhất là mình sẽ có hình thể đẹp hơn, chuẩn bị cho cuộc thi và đảm bảo của sức khỏe của mình, để lịch trình diễn ra như thế nào thì mình cũng luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón nhận những thử thách. Bây giờ mình cụ thể bật mí một chút đi. Phần thi tài năng chẳng hạn thì Vân sẽ mang phần thi gì đến với cuộc thi? Cuộc thi Hoa hậu quốc tế của Thúy Vân thì không có phần thi tài năng. Tuy nhiên ban tổ chức cũng đã gửi cho các thí sinh là sẽ có những bữa tiệc, và các bạn có thể chuẩn bị những năng khiếu của mình để có thể trình diễn với lại ban giám khảo và những khách mời. Thì đối với bản thân Thúy Vân, mình cũng đã chuẩn bị cho mình một tiết mục, mà đó cũng chính là bài hát mà Thúy Vân vừa sáng tác. Thì hy vọng là khi bài hát này mà Thúy Vân đưa đến cho quý vị thì sẽ nhận được những sự ủng hộ, trên tinh thần là một cô hoa hậu đang đi thi có một cái tài lẻ thôi, chứ mọi người đừng đánh giá Thúy Vân là một ca sĩ hay là nhạc sĩ. Wow, một ca khúc tự sáng tác và tự biểu diễn luôn. Xem ra là khán giả sẽ rất là mong chờ cái phần thể hiện này của Thúy Vân đây. Vậy thì còn về trang phục thì sao, hình ảnh mình hướng đến sẽ là hình ảnh như thế nào? Chắc chắn là khi mà
đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế thì Thúy Vân cũng đã có những sự chuẩn bị cho hình ảnh của mình để mọi người có một sự hình dung tốt nhất về người con gái Việt. Tuy nhiên là những điều này thì Thúy Vân muốn để đến cuộc thi thì chúng ta sẽ xem những gì mà Thúy Vân đã chuẩn bị trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mình đã hy sinh rất nhiều việc để có thể chuẩn bị cho việc này và hy vọng lúc đó thì sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Vậy thì mình có thể chia sẻ là những bộ trang phục này sẽ do những nhà thiết kế nào thực hiện cho mình không? Thúy Vân rất may mắn khi được sự hỗ trợ của những anh chị trong làng thời trang để có thể chuẩn bị một cách tốt nhất cho phần trình diễn của mình. Thúy Vân sẽ không nói rõ ra là trang phục của Thúy Vân như thế nào, nhưng nhân đây thì cũng xin cảm ơn anh Hoàng Minh Hà và anh Huỳnh Hải Long là hai anh đã luôn luôn giúp đỡ cho Thúy Vân và đã cùng với Thúy Vân để có thể truyền tải được những gì mà Thúy Vân muốn cũng như tinh thần để đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế một cách tốt nhất. Vậy thì Thúy Vân đã tìm hiểu những gì về đất nước mà mình sẽ chinh chiến tại đó? Suốt khoảng thời gian vừa qua thì Vân cũng học tiếng Nhật chỉ ở mức độ để chúng ta có thể giao tiếp thôi, vì khoảng thời gian một năm không phải là khoảng thời gian lớn để chúng ta có thể nói trôi chảy một ngoại ngữ nào đó. Song song đó thì Vân cũng đã làm quen với những người bạn Nhật Bản qua cuộc thi tìm kiếm tài năng châu Á Asia Got Talent mà Vân may mắn được dẫn. Và ngoài ra thì Vân cũng tìm hiểu về thức ăn, Vân rất là thích sashimi nè, rồi những cái như là truyền thống, văn hóa và ngay cả bức tranh. Bật mí với quý vị là bức tranh mà Vân mang đến cho cuộc thi nó cũng liên quan đến văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Vậy thì bây giờ mình hãy nói một câu tiếng Nhật đi để cho quý vị khán giả nghe thử xem thế nào. Ok. Konnichiwa, watashi no namae wa Thúy Vân desu. Lúc đó là nó là xin chào các bạn, tôi đến từ Việt Nam, tôi tên Thúy Vân. Đúng rồi. Vân có thể thấy là học một khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà Thúy Vân cũng phát âm khá là chuẩn, và với cái chuẩn bị về ngôn ngữ cũng như tất cả mọi thứ như vậy thì Lộc tin là Thúy Vân sẽ có một cái thành tích thật tốt và giữ vững phong độ của mình để có thể mang về thành tích tốt nhất không chỉ cho riêng bản thân Thúy Vân mà cho cả những khán giả mong đợi ở nước nhà nữa. Thực sự thì đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế này, chắc chắn là việc mình đi thi thì mình sẽ kỳ vọng là mình sẽ nhận được gì trong cuộc thi. Nhưng đối với bản thân Vân thì Vân một thời gian dài như vậy thì Vân cũng đã trải qua những cái luồng suy nghĩ khác nhau. Và đến bây giờ thì Vân quan niệm đó chính là thoải mái, tâm lý mình thật sự thoải mái. Và đến đây thể hiện hết mình, cố gắng và trải qua tất cả những thử thách bằng một tâm lý tốt nhất. Thì khi đó dù kết quả có như thế nào thì Thúy Vân cũng đã cảm thấy mình đã cống hiến tất cả cho cuộc thi. Và tất nhiên là không phụ lòng những người luôn luôn trông đợi và yêu quý Thúy Vân. Trong các cuộc thi Hoa hậu thì ngoài những phần thể hiện trình diễn trên sân khấu thì cá tính của mỗi thí sinh cũng là một điều mà khiến cho ban tổ chức chấm điểm. Vậy thì cá tính của Thúy Vân như thế nào? Hãy giới thiệu một chút về mình đi. Thật sự thì theo Vân nghĩ khi mà đi thi Hoa hậu là tất nhiên ai cũng có một sắc vóc nhất định rồi. Nhưng mà cái làm cho mình nổi bật nhất đó chính là cá tính của mình và những chất riêng mình mang đến cho cuộc thi. Thì bản thân Thúy Vân mọi người cũng đã biết được là trong cuộc thi Hoa khôi áo dài thì những tính cách của Thúy Vân như thế nào. Nhưng mà để nói một cá tính của mình thì mình không thể nào tự nói về mình được, mà phải là người đối diện sẽ có những nhận xét sau khi tiếp xúc. Cho nên là Thúy Vân nghĩ là đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế thì mình sẽ thể hiện tất cả những gì mà mình có và một con gái Việt Nam như thế nào. Vân thì lúc thì rất là điềm đạm, lúc thì rất là trẻ con, và hy vọng là ban giám khảo, những người đã từng tiếp xúc với Vân thì sẽ có những ấn tượng thật là tốt về Thúy Vân, về người con gái Việt Nam. Vậy thì còn một vài tật xấu đi, nếu mình không nói được về cả tính hiệu gì, mình bật mí một vài cái tật nào đó mà mình cảm thấy là chưa tốt. Lười. Thật ra là không phải lười, nhưng mà do Vân bây giờ đang trong một cái khoảng thời gian mà mình có rất nhiều việc phải chuẩn bị, nên thường là việc này nó sẽ chồng việc kia nó sẽ chồng việc nọ, cho nên mình lại có một cái tâm lý là
nhiều mệt việc quá. Sao tự nhiên cái mình cảm thấy mệt đúng không? Thì lâu lâu lại muốn là thôi bỏ hết đi, làm cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ chớp qua trong vòng 5 giây hoặc là 10 giây thì mình lại quay trở lại, vì mình nghĩ là mình vẫn còn trách nhiệm. Đầu tiên là với bản thân mình đã, rồi sau đó là với những người luôn luôn yêu quý Thúy Vân. Cho nên là bây giờ thì cái bệnh lười nó cũng bị delay, nó đã bị chuyển sang, chắc là phải để sau Hoa hậu quốc tế thì nó mới tái phát lại. Còn những sở thích cá nhân thì sao? À, Vân có nhiều sở thích lắm, nhưng mà cái sở thích mà Vân thích nhất từ hồi trước tới giờ đó chính là đọc sách. Vân nghĩ là mỗi người cũng nên đọc sách, vì nó giúp cho mình có được một cái trí tưởng tượng rất tốt, và song song với đó là nó sẽ làm cho mình bồi dưỡng những kiến thức, và tâm trạng của mình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, vì mình được relax, mình được cảm nhận được những cái xung quanh cuộc sống của mình. Và gần đây thì Vân có một cái sở thích rất là mới, đó chính là quay phim và dựng những cái phim đó thành những cái clips cho bản thân mình thôi, như là một những cái kỷ niệm, để khi mà mình buồn hoặc là khi mà mình có những vấn đề trong cuộc sống thì mình xem lại những cái đó, mình cảm giác mình rất là thư thái, và những cái kỷ niệm nó ùa về giúp cho mình rút ra được những kinh nghiệm và có những trải nghiệm tốt hơn trong cuộc sống. Theo như Vân nói thì Hoàng Lộc thấy là Vân là một người khá là thích trải nghiệm, thích quan sát những điều xung quanh và rút ra những cái kinh nghiệm riêng cho mình. Vậy thì Vân chắc cũng hả tìm hiểu về những cái đối thủ của mình trong cuộc thi sắp tới chứ đúng không? Vân cũng không muốn tìm hiểu, tại vì nó chỉ gây áp lực cho riêng mình thôi. Nhưng mà cũng có một số các bạn khán giả rất là yêu quý và ủng hộ Thúy Vân qua cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài, cho nên là các bạn cũng hay nhắn tin trên Facebook và hỏi han Thúy Vân đã chuẩn bị như thế nào, và đưa ra những thông tin về các bạn đối thủ mạnh trong cuộc thi để Thúy Vân có thể rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình. Thì Thúy Vân nghĩ đó cũng là một điều rất tốt, khi mà mình biết được mình sẽ thi cùng với ai. Ông bà ta có câu là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Thì bản thân Vân thì không phải nghĩ mình đang đi đánh trận, nhưng mà khi mà mình đã tìm hiểu về đối thủ của mình và biết những người bạn tương lai của mình như thế nào, thì mình sẽ có một cái quan sát tốt hơn về họ, và biết đâu là sẽ thành những người bạn thật tốt của mình sau này. Vậy thì một câu hỏi hơi tò mò một chút xíu, hơi tế nhiều chút nha. Không biết là Vân đã đầu tư bao nhiêu cho cái lần chinh chiến lần này? Thật ra thì từ bao nhiêu nó không thể nào nói được những gì mà Vân đã chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu quốc tế, nhưng mà xin chắc chắn với tất cả mọi người là những gì mà Vân có và toàn tâm toàn lực của Vân, cũng như những người yêu quý Vân, bạn bè Vân, đều dành cho cuộc thi Hoa hậu quốc tế kỳ này, và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận những gì mà Vân cũng như ekip của mình đã cố gắng rất nhiều. Đó không phải là một con số cụ thể, mà đó sẽ là tổng hợp từ những sự chuẩn bị chu đáo nhất không chỉ của Vân mà của cả ekip và những người ủng hộ Vân nữa, đúng không? Tất nhiên là không có những thứ mình không thể nào cân đo đong đếm bằng tiền hay là bằng những hiện vật được, nhưng mà sự cố gắng đó chính là những gì mà mình đã cảm giác được. Trước khi lên đường, Vân có gửi một lời nhắn nhủ gì đến cho quý vị khán giả không? Đầu tiên thì Thúy Vân xin cảm ơn Lộc về buổi trò chuyện hôm nay, và Vân xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị độc giả của Bí mật Showbiz, vì trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn thường theo dõi và ủng hộ những chặng đường của Thúy Vân, và hy vọng là trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế lần này, Vân đi thi cho bản thân Vân, nhưng cũng vì màu cờ sắc áo Việt Nam và vì sự yêu quý của tất cả mọi người, hy vọng là Vân sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất của quý vị độc giả. Và bản thân Thúy Vân xin chúc cho quý vị độc giả sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vì sức khỏe rất may rất là quan trọng với mình, và có nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam, thì Thúy Vân xin chúc cho tất cả những người phụ nữ, những bạn gái trẻ của Việt Nam sẽ luôn luôn xinh đẹp và nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm của những người bên cạnh mình, và quan trọng nhất là sẽ tìm được bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với bản thân Thúy Vân thì người phụ nữ quan trọng nhất với Thúy Vân đó chính là mẹ của mình, vì không có mẹ thì chắc chắn sẽ không có Thúy Vân ngày hôm nay, và Vân cũng hy vọng là Vân sẽ sau này sẽ giúp được mẹ nhiều hơn, và sẽ luôn luôn làm cho mẹ hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười trên môi.